Giải thưởng Sao Khuê 2020 tôn vinh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đã chính thức được tổ chức với khẩu hiệu xung kích chuyển đổi số, chia sẻ và kết nối. Danh hiệu Sao Khuê năm nay đã có nhiều đổi mới quan trọng, chuẩn hóa hệ thống tiêu chí và quy trình tổ chức theo chuẩn của giải thưởng quốc tế. Tham dự sự kiện và trực tiếp trao cúp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp có ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuân thủ các quy định về phòng ngừa lây lan dịch COVID-19, lần đầu tiên sự kiện được thể hiện với hình thức mới trên sân khấu ảo 3D. Chương trình nhận được 186 đề cử đến từ 102 doanh nghiệp đăng ký tham gia, tăng 20% so với năm trước. Hội đồng giám khảo đã quyết định công nhận danh hiệu Sao Khuê 2020 cho 112 sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu, trong đó có 84 sản phẩm giải pháp và 28 dịch vụ. Và tôi rất là vui mừng là các cái giải công Sao Khuê là của các doanh nghiệp, là những cái gọi là tiêu biểu của cái sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam cũng như của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam, và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngành. Vừa qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, hội đồng giám khảo đánh giá cao tính năng ưu việt, các công nghệ tiên tiến sáng tạo cùng với khả năng bảo mật cao của 4 sản phẩm do MISA mang tới chương trình, bao gồm phần mềm quản lý trường học QLTH.vn, phần mềm hóa đơn điện tử MISA Mi Invoice, phần mềm quản lý cửa hàng thời trang M-Shop Keeper và phần mềm kế toán MISA SME.net 2020. Trong đó, phần mềm hóa đơn điện tử MISA Mi Invoice của MISA với nhiều tiêu chí xuất sắc đã lọt vào top 10 Sao Khuê 2020. MISA rất tự hào khi phần mềm hóa đơn điện tử Mi Invoice được vinh danh top 10. Ngoài những tính năng nổi trội, tính bảo mật cao, thì điều lớn nhất mà Mi Invoice đang làm được đó là đáp ứng được vấn đề nóng của xã hội về hóa đơn điện tử. Và đặc biệt là thời điểm bắt buộc ngày 1 tháng 11 đã sắp đến gần. Đấy, và hiện tại là chúng tôi đang hỗ trợ phục vụ cho gần 100.000 khách hàng. Thì với động lực từ Sao Khuê này thì chúng tôi luôn luôn cam kết là sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng để cải tiến những cái sản phẩm tốt nhất và phục vụ thêm nhiều người dùng nhất.